Rồi chào bà con nha, hôm nay có về mấy bộ vàng sới rồi con. Đây. Mấy bộ vàng sới mới về chưa chừa rửa nha. Đây nhất là IC xe máy đây, IC 90. Wow. Đây IC 90. Đẹp cực kỳ á bà con. Lóc phát xanh vờn luôn nè. Ô đẹp. IC 90 nha, chưa chừa rửa nha. Quá đẹp bà con ơi. Đẹp nét luôn, IC 90. Quá đẹp bà con. Chưa chùi rửa nha. À, đẹp cực kỳ không? Quá đẹp. Xe 90 là S 90 rồi con, nguyên bộ đó, mới về nha. Quá đẹp luôn, già bọng được còn nguyên luôn. Con này là rửa ra báo cháy vừa chét luôn rồi con. Quá đẹp luôn nè. Này về là chưa chùi rửa rồi con. Coi nè, con cái chùi ra dĩ là đẹp nè không? Ghê không? Trắng tươi chứ đẹp đó rồi con. Đẹp ghê không? Đây là con cứ chùi ra thấy vậy là đẹp nè ha. À, trắng tươi trong rồi con. Chưa chùi rửa trắng tươi đẹp lắm ạ. Xe 90. Đẹp nhất nắp luôn. Hết hết 90. Còn đây con này đẹp cực kỳ luôn. Xe 80, hết 80. Con này bạc đạn rồi con. Con này đẹp nè. Đây, hết hết 70. Đây, Mitsubishi 85. Đẹp không con? Còn đây là xe 6 ở tới 80. Hàng đẹp không nha. Xe 6 ở 80. Đây là xe 90 ở tới 90. Cái hàng mới về nha. Có đề luôn rồi con. Đây là KX 50. Đây là toàn Yamaha con, là mỗi Yamaha nha. Rồi bà con là có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Đây là toàn bộ Yamaha nha. Nè mới về nha bà con. Đây đặc biệt con xe 90 nè. Chưa chùi rửa mà đẹp chứt nách không. Con này là khỏi chê bà con. Quá đẹp luôn. Tạo gà thôi, hết chỗ đi chơi. Trắng tươi từ trên xuống dưới. Rồi bà con là có nhu cầu luôn nha. 0886356707. Quá đẹp bà con ơi. Đi đường coi bà con coi nha. Đây con số 1 nè. Là ở đó 90, IC 90. Con này nhức nách luôn à, hết cỏ tre. Quá đẹp luôn. Ốc bát còn xanh vờn, chưa chừa rửa vậy đẹp luôn rồi đó. Ở trong rồi nè, xanh vờn luôn. Mái còn trắng như bít xài con. Ồ đẹp nữa nè, ở trong còn xanh nè. Con này con xài cả đời á, chưa chừa rửa vậy đẹp lắm nè. Quá đẹp luôn, cái xe 90, đó 90. Quá đẹp. Quá đẹp luôn nè, con này đẹp, thích xài. Thùng bỏng luôn con mới chát. Còn đây là xe 80, ở đó 80. Này ở 80. Xe 80. Này chưa chùi rửa rồi con. Còn đây IC 70, đất 70. Hơi lắm mấy dòng về ở đất nhiều vậy rồi con. Còn đây là Mitsubishi 85. Đây là 85. Mitsubishi 85. Vàng là K170 xin bìa con. Đây xin bìa K170 nè. K170 xin bìa, về bổng được còn nguyên vẹn nha bà con. Ta số về bổng được chưa chùi rửa luôn nha. Còn đây là C6 ở đó 80. Đây C6. Ồ con này cũng đẹp chiếc nách luôn nè. Đó. Đó lóc còn nguyên con, lóc được quá đẹp luôn nè. Ồ lóc được xanh vờn bà con. Con này đẹp nè, lóc được xanh nè. Ôi C6.
Đây là Mitsubishi D65 có đề. Cầu con là có nhu cầu luôn nha, 0886357 07.